Hey yo, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Huy Lương ở đây. Chắc hẳn là các bạn đang thắc mắc tại sao góc quay của mình lại khác với những video trước đúng không? Thì bắt đầu từ ngày hôm nay, đây sẽ là góc chơi game mới của mình các bạn. Còn chủ đề chính ngày hôm nay đó chính là thử thách chơi Rainbow Friends Chapter 2 nhưng mà lại không dùng cái bìa cát tông. À, bìa cát tông hay là thùng ta? Ồ, thôi nhưng mà đại loại là vậy. Đó, thì cái thử thách này cực kỳ khó luôn các bạn ạ. Khó ơi là khó, siêu khó luôn. Nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thiện nó chỉnh chu nhất có thể các bạn. Mình sẽ phá đảo các tựa game Rainbow Friends Chapter 2 này mà không cần dùng thùng luôn. Trời ơi, mình pro mà. Trước khi vào video thì đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh. Và đặc biệt là bật nút chuông này lên để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn nhá. Còn bây giờ thì let's go. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình phá đảo Rainbow Friends. Đông quá. Chúng ta có nên bỏ qua thôi. Cứ ngồi xem đi để mình có thể nhớ lại được cốt truyện. Đấy, những bạn nào chưa xem cái Rainbow Friends chapter trước của mình chơi cùng anh BQ Thành và Boomer Gaming thì hãy quay lại video trước của mình. Còn bây giờ thì bắt đầu. Ấy, có một cái ông già mới cắt sắt này các bạn. Cái kéo to hơn cái đầu luôn. What the. Tại sao các cháu lại muốn ra đây? À, ông ơi, ở đây có quái vật đấy. Bla bla. Quái vật à? Ông đừng mày, cháu đừng có mà điêu, đừng có mà bốc phét. Tôi chắc chắn nó chỉ là trí tưởng tượng của các cháu thôi. Ok. Thì đây, tại sao các cháu tìm tôi giúp? Chúng ta sẽ đến với cả cái công viên đấy để tìm cái đèn SOS. Rồi, ok. Chúng ta sẽ phải làm một cái nhiệm vụ, đó chính là lấy được những cái đây là cái đèn đúng không? Cái gì ta? Cái đèn mà để lắc vào một cái đèn. Sau đó là bắn lên trời, đấy chiếu tín hiệu SOS các bạn. Ôi, mở quái vật ra rồi các bạn ơi. Green và Blue. Ow, hit credit gồng cơm ông lên và chạy khỏi những con quái vật này thôi các bạn. Chuyện này sẽ vui lắm đây, không có vui đâu. Và sẽ càng không vui khi tôi không được dùng thùng các bạn ơi. Cực khó. Ok, let's go. Các bạn đi theo tôi. Tôi sẽ đưa các bạn đến vinh quang của chiến thắng. Let's go. Thường thì khi... Wow, mình đi vào cái cửa này mình đã thấy rất là nhiều cái để mình có thể thu thập được này. Đấy. Ui, bạn sự khởi đầu nan. Khởi đầu nan mà chôn chân chu thế này thì kiểu gì cũng thắng được thôi các bạn. Ui, cái này thắng nhanh lắm luôn. Ui, nó ra nhiều thật sự luôn đấy. Ui, bắt đầu mình nghe thấy tiếng rồi nhá, Nào, ông kia, ông ơi, cứ lấy hết của mình. Mình không được lấy cái nào vậy. Trời ơi, cho xin một cái đi thì làm sao. Ui, ôi, mình đã... Lùi các bạn ơi. Con Blue ở xa kia. Ui ôi, cái gì vậy? Bà Shizuka chưa gì bắt chưa gì vào đã bị tìm thấy. Rainbow Friends đã tìm thấy. Trời ơi, cái điểm nào thế? Ủa, không có luôn. Trời ơi, mấy cái ở đầu tiên các bạn kia lấy hết rồi. Rồi đây mình không còn cái nào nữa, trên tay mình chỉ có hai cái thôi. Nhưng mình vẫn sẽ cố gắng để mình có thể lắp được vào các bạn. Không biết là con Blue... Ui, giật cả mình. Trời ơi, đi tìm đèn đi rồi ạ. Không biết là con Blue với con Green đã ra khỏi đây chưa các bạn. Ôi, sao tay ông kia không cầm cái gì vậy? Tay cầm đi chứ. Trời ơi, đi tìm đi. Con Blue kìa. Trời ơi, giật cả mình. Blue đi chưa? Đi rồi các bạn ơi. Ai trưởng nó chưa đi ạ, cày thế. Ôi, lắp rồi. Còn 5 cái nữa. Cố lên các bạn ơi. Hurry up. Let's go. Đâu nhỉ? Nó chỉ dẫn mình còn không biết đường ạ. Cực phế. Đâu ấy. Nào, let's go. Đây là chỗ, đây là cái gương. Những cái bạn nào mà đã xem tập trước của mình thì đây là cái chỗ ngai vàng của con Blue. Con Blue nằm ở đây, ngủ ở đây. Ngồi ở đây, ngủ xẻo dãi đó các bạn ơi. Đó là cái lý do mà tại sao con Blue lúc nào nó bị xẻo dãi, bị chột mắt nữa. Đây. Cái nước đâu? Đủ chưa anh em ơi? Anh em ơi, con Blue kìa. Trời ơi. Con Blue nó có ra đây không ta? Ui. Trời ơi, giật cả mình. Hãy thôi, chạy thôi các bạn ơi. Ủa, nó không chỉ dẫn cho mình thêm chỗ nào nữa à? 23 cái rồi, còn 2 cái nữa thôi. Cố lên anh em ơi. Cố lên. Trời ơi. Ơi, còn 2 cái nữa rồi. Nốt đi, nhanh lên. Rồi, chúng ta là người chiến thắng. Với chiến thắng ở phần 1 thôi các bạn ạ, không nên gáy sớm ăn gì nào. Yay, đã xong vàn 1. Chiếu sáng lên trời, hiện ra mặt con Blue.
Blue Ski. Gì đấy? Ê rồi, chờ đã. Chúng ta đã có một ánh sáng SOS rồi. Đáng lẽ là chúng ta phải được thoát chứ đúng không? Nhưng không các bạn ạ. Đó là Blue, đúng rồi đấy, Blue đấy. Nó là màu xanh là Blue đấy, không nghe là ông bị mù màu. Nhìn thế mà không biết là nó to chà bá lửa, béo như con lợn như thế rồi, không biết. Đến đây là một sai lầm, chúng ta phải tìm cách thoát ra khỏi đây cho nhanh chóng. Từ nãy đến giờ chưa thoát à ông ơi? Bây giờ từ nãy đến giờ cháu đang rất là cố gắng để cháu có thể tìm được, làm xong nhiệm vụ cháu có thể ra khỏi. Úi, đây này, con yellow này các bạn ơi. Con yellow. Yellow dưới một hình dạng là một con đại bàng. Đại bàng sa mạc nhưng mà lại không biết bay, lại phải dùng cái trong chóng tre. À nhầm, cái quạt máy bay trực thăng các bạn ạ. Cực ngáo. Oh my god. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Úi giời ơi. Vừa miên vạn đầu tiên thôi mà đã 6 người, à nhầm 7 người hy sinh rồi, trời ạ. Úi. Khả năng trong này có các bạn. Úi. Peter check, Peter check. Phải check chứ, trời ơi. Cẩn thận là trên hết. Bảo toàn tính mạng của mình các bạn ơi. Ê, nó rồi mình kìa. Ấy chưa biết ngay là phải check mà, trời ơi. À, nó rồi mình kìa, cứu. Ui, nó kìa, nó bị mắc, nó bị mắc kẹt kìa, ngáo ngơ, con bò đeo lơ luôn. Nhìn trong kìa, ê, bắt ta đi. Ê, 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 con Blue ngu ngốc. À, nó bị lag rồi các bạn. À, ơi, ơi, xin lỗi nhá. À, biệt. Ôi, ơi, đồn hoài vậy ba. Ôi, nó không dùng được mình nữa rồi. Rồi ôi, tao tuy hơi béo nhưng mà tao vẫn chạy được đấy. Còn mấy cái nước ở đâu ta? Mới còn Blue kìa. Đu dây hiệp viên không thấy. Ôi giời ơi, con Blue nó tiến ngay ra đây rồi các bạn ơi. No. Nó nhìn thấy mình rồi, khả năng nó nhìn thấy mình. À đây rồi, có một cái bình ở dưới này các bạn ơi. Thế đẹp. Cái bình ngay ở đây luôn. Cầu mong là con Blue sẽ không mình. 10 đây rồi, có một cái bình cuối cùng, 14/15. À, ha, ha. Mình sẽ là người cuối cùng. À, à con Green kìa. Ê, chỉ đường. Đi đường nào. Con Blue đâu? À, con Blue kìa. Trời ơi. Đáng lẽ ra là mình có thể chạy luôn ta. Ghê thật. Con Blue đứng canh me trên kia kìa các bạn ơi. Trời ơi, đáng lẽ ra là vừa nãy mình có thể đi lên luôn rồi đó. Nhưng mà mình sợ quá, mình hơi bị Amazon. Thành ra là pha. Đây. Yes. Người hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng luôn. Anh hy vọng điều này có tác dụng. Tâm. Ui. Ui, ơ kìa. Không đâm à? Cứ tưởng là đâm chứ. Người ta skip rồi, các bạn ấy skip rồi các bạn ạ. Ôi giật mình, cái gì đấy. À, ui. Con yellow cắp một bạn đi lên rồi các bạn ơi. À, căng thẳng quá. Phải tìm 10 cái đầu, đây rồi, một cái lăn lông lốc, hai cái luôn. Đẹp. Tiếng gì cứ kêu vậy ta? Ui, con Blue kìa, nó nhìn thấy mình rồi. À, còn một vàng nữa. Trốn đâu đây, à lên đây. Lên. Ui, may quá. Đó, bắt hộ ấy. Ui, một bạn bị bắt rồi các bạn ơi, một bạn vẫn đang cầm cái đầu bị bắt kìa. Trời ơi. Con Blue nó vẫn cứ đang đứng đây nè, nó canh me mình ở đây. Còn ai sống không các bạn? Bây giờ hiện tại đang có 1, 2, 3, 4, 5 bạn vẫn còn sống. Trời ơi, cầu mong là 5 bạn này vẫn có thể duy trì được cùng mình. Con Yellow hạ cánh ở dưới kia rồi. 8/10 rồi các bạn ơi. Không biết là ở dưới này còn không? À, con Green đứng ở dưới kia kìa. Ui, gì kia, ông kia làm tôi giật hết cả mình. Thôi rồi, 9/10. Còn một đầu cuối cùng. Đầu cuối cùng ở đâu ta? À.
Ôi, Ban Kim bị bắt rồi, Ban Kim bị bắt lên rồi các bạn ơi. Oh no. Đi tìm đi. À, đây rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Go, 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 go. Đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đủ hai đầu, đủ hai đầu rồi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. À, nhanh lên, nhanh lên. Bạn đi trước đi, bạn trước đi, bạn đi trước đi. À, trời ơi, mình không dám đi trước đâu. Bạn đi trước mà còn biết được tình hình chứ các bạn. Mình đi trước là ví dụ mà. Ý, blue kìa. Mình nhảy xuống đây, không biết con blue nó có nhảy được xuống không ta. Béo quá, không thể nhảy được xuống luôn. Tao nhảy xuống được. Còn không, còn không, còn không, còn không, còn không. Hết rồi, yay. Yes. Quá luôn. Như là có một cái nhiệm vụ cuối cùng các bạn ạ. Mọi người làm tốt lắm, chả thế thì làm sao. Trời ơi. Ơ kìa. Chú ơi, chú sao đây? Là gỗ. Ok, bây giờ chúng ta phải đi tìm những cái gì nhỉ? Cái nguyên liệu làm bánh để cho cái con mắt chó lồi này ăn các bạn ạ. Đã béo đến cái mức mà không còn chân tay, còn mỗi cái đầu rồi mà vẫn thích ăn đồ ngọt các bạn. Ăn đồ ngọt nhiều là bị sâu răng đấy. Ui, con mới nhỉ? Con này là con gì nhỉ? Cyan, đúng rồi. Chúng ta. Con Cyan nhỉ? Cyan hay là cái gì đấy? Lục lam. Là lục lam nhỉ? Lục, màu lục cộng với cả màu lam là người ta lục lam à? À vậy. Bao nhiêu người đã hy sinh rồi? Vẫn còn sống à? 1, 2, 3, 4. Ồ, vẫn còn 5 người các bạn ạ. Cố lên các bạn ơi. Tìm 9 hộp sữa. Ông này vẫn có một hộp à? Ông này không làm gì. Ông này lại chơi chiến thuật không làm mà đòi có ăn rồi các bạn ơi. Sao trốn hết cả lũ với nhau vậy? Đừng trốn, đừng trốn. Chúng ta phải đứng lên chiến đấu. Thế rồi, mình thấy một hộp. Một hộp. Chạy nhanh vậy. Yêu. Nó có dồn được mình không ta? À, trời ơi. À, đừng có tôi, đừng có bắt tôi nữa. Ở dưới này có không ta? Nhưng mà mình sợ có purple á, mình sẽ không ra chỗ con purple đâu. Trời ơi. Ra đấy nó bắt một tay nó thổ lên nó tóm một phát thôi. Sợ vãi cả shit luôn. Trời ơi. Kêu. Đi vào đây. À. Ôi, mình vẫn có quyền mình. Ơi, cái đầu nó thò vào kia các bạn ơi. Răng sắc nhọn quá. Nó mà ngoạ một cái thì đầu lìa khỏi cổ là xin vĩnh biệt cụ liền. Trời ơi. Ờ, mình vẫn có quyền trốn vào đúng không? Mình chỉ không dùng cái thùng thôi. Ra đây. Ra được rồi đó. Ok. Đi thôi. Đi đường nào nhỉ? Đi đường nào ta? Mình quên đường rồi. Đều. 2, mới được có 2 trên 9. 6 trên 9. Ủa, bạn này thì mình nhiều vậy. Còn mấy cái nữa? Còn 3 cái nữa. À. Cái con Sire nó vẫn ở. Ủa, ở đây có 3 con luôn các bạn ạ. Chết rồi. Ôi, con Green ở đây nè. Con Green, con Yellow và con Cyan ở đây hết. Yếu. À, tay con Blue kìa. À nhầm, tay con Green kìa. À, trời ơi. À, cứu tôi với. Tôi cứ bị mắc kẹt ở đây à. Ui. Ui, con Yellow này. Nó biết mình đang ở đây. Nhưng mà nó không thể vào đây được các bạn. Mình đã trốn kỹ trong này rồi. Một. Ok. Một cái cuối cùng ở đây đúng không? Đây rồi, hai cái cuối cùng đây rồi các bạn ơi. Hai cái cuối cùng. À, ôi. Con một vàng đây. À, xí ba. Không sao hết các bạn ơi. Xin giới thiệu các bạn, đây là Bulber Gaming các bạn ạ. Ơi. Chào các bạn nha. Ui, còn đường nào nữa không ta? Ơi.
Đi 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 đi, còn hai hộp nữa thôi mà khó khăn vậy ta. Ui cái con Green nó đứng ở ngay ngoài kia, trời ơi khó quá à. Đây rồi, hai hộp cuối cùng. Yes, yes, cánh tim nó phải như thế chứ các bạn ơi. Mình luôn luôn sẽ là người tìm cái cuối cùng và mình giải quyết cái tựa game này các bạn. Ôi đau tim quá. À, ôi bây giờ còn mình 1, 2, 3 bạn. Yay, đúng rồi, yay, yay, yay. Tôi gánh tim đây các bạn. Hãy like và follow kênh Wheeler TV các bạn. Like và subscribe kênh Wheeler TV đi. Trời ơi. Đâu còn cái nào nữa. Đây là cửa ải cuối cùng rồi. Đến cái gì nhở, cái tàu của con Yellow. Hay là cái quên. Cái tàu cầu của tàu của con Orin. Trời ơi. Sợ quá, líu hết cả lưỡi luôn rồi các bạn ạ. Rồi, lên thôi các bạn ơi. Nào, vàn, tàu, nhỏ tí xíu, nói đùa nhau, người đi đầu là chú lái tàu. Được rồi mọi người, hãy chọn một chiếc xe đẩy. Ok. Ok, 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 ok. Ok, rồi, let go đi, chờ 13 giây à. Mình sắp hoàn thành thử thách chơi Rainbow Friend Chapter 2 nhưng mà không dùng không dùng bìa cắt tông với các bạn ạ. À, cực đỉnh. Make sure. Ok, let's go. Đi đâu? Nhưng mà ông này tại sao ông này không đi ra? Ông này chắc là ở lại để điều tra một cái gì đấy các bạn. Ông này chắc là khả năng là giám đốc cũ của một cái khu vui chơi này hoặc là giám đốc cũ của một cái thí nghiệm gì đó. Đấy. Ông ấy ở lại để ông ấy điều tra xem chân tướng sự việc nó như thế nào. À đây ok. Ôi bạn kia bạn ấy đi. Đấy cái con của Orin đấy các bạn. Con màu cam. Đây rồi. Crystal, đây là đá quý đó. Đá quý, đá quý. Rồi. Nghiêng sớm và giữ nó để chọn đường đi của bạn. Ok, mình sẽ đi đường này. Đấy, xong rồi đi đường này. Ui, đây là mấy cái đầu mình vừa thu thập được đây các bạn. Cái đầu này sẽ vận chuyển đến đâu ta? Hay là đến cái nơi của con Red á? Đến cái nơi của con Red để nó thí nghiệm xong rồi nó bắt tất cả các bạn nhỏ vào xong rồi tháo đầu các bạn nhỏ ra lắp cái đầu bắt chỗ lồi vào. Trời ơi nghe đã thấy ghê rồi các bạn ạ. Mấy cái giả thiết này có thật không ta? Ui hầm tối nè. Rồi chúng ta bắt đầu với tàu lượn siêu tốc lại một cơn bùng nôn nữa. Con Orin kìa các bạn, mình phải né cái bánh gato đi ra. Không thì bánh gato đập vào nó ung sủ luôn, chấn thương sọ não, đi về với tổ tiên luôn. Rồi ok, let's go. Sắp phá đảo rồi các bạn ơi. Ấy con Orin kìa. Ui cao quá. No. Let's go. À con Saiyan ấy. Con Saiyan nó đang định cắn mình nhưng mà làm sao mà cắn được. À đi đường nào. À đi theo cái đầu. Ấy con Orin nó ra, nó đang khát máu, đang định cắn mình kìa các bạn. Ôi. Follow đến cái bạn kìa. Đầu chối lồi chứ. Ok. Let's go. Nghiêng. Rồi. Ui, đi qua lava luôn. Ui. Trời. Ok, nguy hiểm phía trước. Quay lại, nghiêm túc quay lại. Không, tôi phải thoát ra khỏi đây. Cho dù tôi có chết, tôi vẫn phải quay ra khỏi đây. Ui, cao quá. Wow. Đi với tốc độ bàn thờ luôn. Cực nhanh. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Flash Infidious. Let's go. Wow, đây là cái ngai vàng của con Blue ấy các bạn. Nghiêng theo. Con Blue kìa. À, dồn đi, dồn hộ ấy. Úi ôi, béo như con hợi, làm sao mà dồn được. Trời ơi, nặng mông. Tí phèo là béo phì, làm sao mà dồn được. Ấy, đây rồi, dễ sang bên này. Màu vàng à. À, tí thì bị bắt rồi các bạn. Sợ thật sự. Orin thích ăn bánh. Thành phố Vizing. Cảm ơn vì đã tham quan. Ok, chỉ dẫn viên. Con Saiyan kìa. Nó cười mình chứ. Ờ, đấy có phải cười không ta? Ui. À, ai à? Lại ngất trên nền đất luôn. Ôi các bạn ơi, tỉnh dậy đi các bạn ơi. Dậy đi các ông cháu ơi. Rồi đi. Mở cửa, chắc có cho bọn cháu ra với. Trời ơi. Ê, con Saiyan này. Ý, nó dồn mình. À, chạy đi. Let's go.
Ui đi 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 đi, tôi sẽ làm trưởng đoàn các bạn, tôi sẽ dẫn đường cho các bạn. Cúi xuống, cúi xuống, cúi xuống, cúi xuống, đúng rồi. Let's go. Điên này, điên này. Đúng rồi, đúng rồi. Rẽ đây, rẽ đây. Chuẩn chuẩn chuẩn, rẽ trái, rẽ trái. À ha ha. Đây này, nhiều đồ chơi Lego của Rainbow Friend luôn các bạn ơi. Blue Green này các kiểu con đà điểu. Chạy thôi, ra khỏi. Thoát rồi, thoát rồi, thoát rồi, thoát rồi. Thoát chưa ra? Thoát rồi. À chúng ta quay lại đây. Chêu chêu chêu. À ok. Đấy, bây giờ quay lại là các con Fire này nó không thể cắn được mình nữa các bạn. Ồ, chúng ta đã phá đảo. Chúng ta đã hoàn thành thử thách chơi Rainbow Friend không bật thùng. Đó. Yes. Hoan hô. Và các bạn thấy sao? Các bạn thấy video này hay, để lại cho mình một like và một đăng ký kênh. Và đặc biệt là bật nút chuông lên để theo dõi video mới nhất của mình các bạn nha. Còn những thử thách gì hay ho các bạn hãy comment ở phía bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.